Trong những năm gần đây, Việt Nam đã nổi lên như một ngôi sao sáng trong khu vực Đông Nam Á, với vai trò ngày càng quan trọng trong bàn cờ địa chính trị toàn cầu. Sự phát triển kinh tế mạnh mẽ, vị trí địa lý, chiến lược, chính sách đối ngoại khéo léo và năng lực quốc phòng được nâng cao đã đưa Việt Nam trở thành một trung tâm đáng chú ý trên trường quốc tế. Việt Nam đã tận dụng rất tốt những lợi thế vốn có của mình để tự nâng tầm bản thân, khiến các cường quốc thế giới phải để ý đến quốc gia nhỏ bé này. Các ông lớn tranh nhau tìm tới Việt Nam để tìm kiếm sự hợp tác. Vậy vị thế của Việt Nam hôm nay có được là nhờ đâu? Nói đến vị thế của một quốc gia là nói đến chỗ đứng và uy tín của quốc gia đó ở khu vực và thế giới. Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan từng nói rằng, có 5 nhân tố quyết định vị thế của một quốc gia, đó là nhân tố tự nhiên hay vị trí địa lý của quốc gia đó có tầm quan trọng như thế nào đối với khu vực và thế giới. Nhân tố lịch sử, dân tộc đó có những đóng góp như thế nào cho sự phát triển của xã hội loài người. Nhân tố kinh tế liên quan đến trình độ phát triển kinh tế của nước đó, sức mạnh quân sự của quốc gia đó mạnh hay yếu. Cuối cùng là đường lối chính sách đối nội và đối ngoại. Nếu xét theo những tiêu chí đó thì đất nước ta quy tụ hầu như tất cả các nhân tố nói trên. Đầu tiên là vị trí địa lý của Việt Nam. Việt Nam tiếp giáp với Biển Đông. Vùng biển đang có rất nhiều tranh chấp, nhất là sự tham gia của ông lớn Trung Quốc. Cần lưu ý rằng Biển Đông là tuyến đường vận tải biển lớn trên thế giới với trữ lượng dầu khí khổng lồ. Về mặt lý thuyết, nước nào kiểm soát được Biển Đông là có thể can thiệp mạnh vào tuyến đường vận chuyển của Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và nhiều quốc gia khác. Nếu Trung Quốc nắm trọn Biển Đông thì giấc mộng bá chủ ở khu vực sẽ trở thành chuyện nhỏ. Ngược lại, nếu Mỹ có chỗ đứng của mình ở ngay trong lòng Biển Đông, cụ thể là ở Việt Nam, thì cán cân cạnh tranh chính thức lệch sang Hoa Kỳ. Bởi vậy, những quyết định của Việt Nam sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cán cân quyền lực của hai ông lớn trên bàn cờ địa chính trị khu vực. Trong quá trình triển khai hiện thực hóa chiến lược sáng kiến của mình trong khu vực, các nước lớn đã thông qua cửa ngõ Việt Nam. Đây là con dao hai lưỡi, vì lợi thế cửa ngõ này cũng khiến Việt Nam trở thành nơi đầu sóng ngọn gió, chịu ảnh hưởng sâu sắc trong những biến chuyển tương quan quyền lực chính trị, quân sự của cả khu vực. Vị trí của Việt Nam cũng ảnh hưởng không nhỏ tới lục địa Đông Nam Á. Là một trong ba quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á, Việt Nam rất có tiếng nói trong khu vực này, đặc biệt là với Lào và Campuchia, vì Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng với hai quốc gia láng giềng, đồng thời cũng là một cửa ngõ quan trọng cho hàng hóa qua lại giữa các quốc gia trong khu vực. Không những thế, vị trí địa lý của Việt Nam còn ảnh hưởng đến an ninh và quốc phòng trong khu vực. Việt Nam có thể đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì ổn định và an ninh khu vực, và quan hệ chính trị vững chắc có thể hỗ trợ các nỗ lực này. Chính vì vị trí địa lý giữa Lào và Campuchia làm cho Việt Nam trở thành một trung tâm giao thương văn hóa và giao thông. Có thể nói về vị trí về địa chính trị, Việt Nam hiện nay được đánh giá là quốc gia có lợi thế nhất trong các nước ASEAN. Ngay cả người Mỹ và Nhật Bản cũng nói là trong khối ASEAN, họ thực sự chú ý và đánh giá cao Indonesia và Việt Nam. Trong đó, Nhật Bản đánh giá Việt Nam cao hơn Indonesia. Tiếp theo là nhân tố kinh tế. Trong 35 năm, kể từ khi tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu về mọi mặt, đặc biệt là về kinh tế. Từ một nền kinh tế khép kín, tự cấp, tự túc, theo cơ chế kinh tế kế hoạch hóa, tập trung bao cấp, Việt Nam đã phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tăng trưởng kinh tế đạt mức cao, trở thành nước có thu nhập trung bình. Hiện nay, Việt Nam có nền kinh tế trẻ, lực lượng lao động lớn mạnh, chăm chỉ, có trình độ. Đây là điểm thu hút đầu tư từ Nhật Bản, Hàn Quốc cũng như các nước phương Tây. Việt Nam hiện nay đang có nhiều lợi thế để đi tắt đón đầu trong phát triển kinh tế số, kinh tế xanh với những nhóm ngành đòi hỏi trình độ cao, giàu chất xám hơn và đem lại giá trị thặng dư lớn hơn. Việt Nam là nước đi sau nên có thể kế thừa, đổi mới công nghệ dễ dàng, cũng như có nhiều sự lựa chọn về mô hình, cách thức sao cho phù hợp với đặc thù kinh tế của đất nước. Ngoài ra, một trong những lợi thế mà không phải quốc gia nào cũng có, đó là Việt Nam có trữ lượng tài nguyên đất hiếm khổng lồ. Dự trữ đất hiếm của Việt Nam lớn thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc, là một loại khoáng sản đặc biệt. Đất hiếm có vai trò rất quan trọng và là vật liệu chiến lược đối với sự phát triển của các ngành kỹ thuật mũi nhọn công nghệ cao như điện, điện tử, quang học, laser, vật liệu siêu dẫn, chất phát quang. Bên cạnh đó, đất hiếm được dùng để sản xuất các chất xúc tác, nam châm, hợp kim, bột mài, gốm, chất phát quang. Việc chế tạo các máy điện thoại di động, ổ đĩa cứng máy tính không thể không dùng đất hiếm. Ngoài ra, đất hiếm còn là chất không thể thiếu trong xe ô tô điện, pin lưu trữ, tấm pin mặt trời và tua bin gió. Các nhà khoa học gọi đất hiếm là nguyên tố của tương lai. Đất hiếm chính là con bài chiến lược của Việt Nam để thu hút đầu tư từ Mỹ, nhất là đầu tư trong các ngành bán dẫn. Mỹ cần đất hiếm của Việt Nam để cạnh tranh với Trung Quốc, và Việt Nam đã tận dụng tốt điều đó.
Chỉ cần Việt Nam đứng về phía Mỹ thì Mỹ sẽ cung cấp công nghệ cho Việt Nam xử lý đất hiếm của mình, sau đó xuất khẩu với mức giá cao hơn so với việc xuất khẩu khoáng sản thô sang Trung Quốc. Điều này đã khiến hai ông lớn phải để mắt và chú ý tới Việt Nam, không để Việt Nam ngả hẳn về bên còn lại. Tiếp theo là về yếu tố chính trị ngoại giao. Từ khi tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, vị thế chính trị ngoại giao Việt Nam không ngừng nâng cao. Có thể nói, chưa bao giờ vị thế, uy tín và hình ảnh nước Việt Nam độc lập tự chủ, phát triển, năng động, là bạn bè thủy chung chân thành, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực và có trách nhiệm lại nổi bật trên trường quốc tế như hiện nay. Chúng ta tự hào Việt Nam ngày nay là một trong 40 nền kinh tế hàng đầu thế giới, nằm trong nhóm 20 nền kinh tế có quy mô thương mại lớn nhất thế giới. Việt Nam ngày nay sẵn sàng chào đón bạn bè quốc tế đến với một đất nước độc lập, tự chủ, hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển và là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Trên bình diện đa phương, Việt Nam có nhiều đóng góp hiệu quả và đảm nhiệm thành công vai trò chủ chốt tại các tổ chức, diễn đàn, đặc biệt là Liên Hợp Quốc, ASEAN. Việt Nam chủ động đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo ở hầu hết tổ chức, diễn đàn quốc tế quan trọng, nhất là ASEAN, ASEM, APEC, Liên Hợp Quốc, nhóm các nước G7, G20. Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong nhiều liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu. Hoạt động đối ngoại quốc phòng an ninh ngày càng đi vào chiều sâu, đạt nhiều thành quả nổi bật, góp phần củng cố, nâng cao tiềm lực đất nước, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres trong cuộc điện đàm với lãnh đạo cấp cao Việt Nam từng khẳng định, Việt Nam là nhân tố quan trọng đóng góp cho hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới. Đại sứ Barbara Woodward, trưởng phái đoàn thường trực Anh tại Liên Hợp Quốc đánh giá, Việt Nam trực tiếp tham gia giải quyết những vấn đề quan trọng, chẳng hạn vai trò của phụ nữ đối với hòa bình, an ninh, bảo vệ dân thường trong xung đột hoặc xử lý bom mìn. Những đóng góp của Việt Nam có giá trị cao giúp giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Hơn thế, một điều dễ nhận thấy là các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Việt Nam thường được mời tham dự và có những bài phát biểu quan trọng tại các hội nghị, diễn đàn quốc tế quan trọng. Nếu như trước đây hình ảnh Tổng thống Mỹ Barack Obama ăn bún chả ở một quán bình dân Hà Nội, Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngồi uống cà phê ở vỉa hè trở thành thương hiệu cho một Việt Nam hòa bình, thân thiện, thì những năm gần đây, nhiều nhà lãnh đạo thế giới sang Việt Nam đều có những trải nghiệm riêng về đất nước, con người Việt Nam. Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã thưởng thức bia hơi và bánh mì ở khu phố cổ Hà Nội. Hay hình ảnh Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngồi trò chuyện ở Hồ Gươm. Những hình ảnh đó toát lên một niềm tin và tình cảm yêu mến của các chính khách, bạn bè quốc tế dành cho Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên mà Tổng thống Hàn Quốc chọn Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên để đến thăm kể từ khi nhậm chức. Mang theo phái đoàn kinh tế với 205 người của tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc, rõ ràng các nước đang ngày càng xem Việt Nam là đối tác quan trọng trong chiến lược hợp tác cùng phát triển. Ngoài ra, chính sách đối ngoại của Việt Nam được đánh giá cao nhờ sự khéo léo và cân bằng giữa các cường quốc. Việt Nam đã duy trì quan hệ tốt đẹp với nhiều quốc gia, bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, EU và các nước ASEAN. Sự cân bằng này giúp Việt Nam không rơi vào vòng xoáy căng thẳng giữa các cường quốc, đồng thời tận dụng được lợi ích kinh tế và an ninh từ các đối tác khác nhau. Việt Nam ngày nay đã và đang phát triển mạnh mẽ, toàn diện, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, với vị thế kinh tế, chính trị quan trọng, cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế đang lên. Việt Nam có cơ sở thuận lợi để định vị thế đứng của mình, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Các bạn thân mến, cách đây không lâu, thông tin Mỹ sắp đổ hàng tỷ đô la để xây siêu cảng cho Việt Nam đã được đưa tin rộng rãi trên khắp các mặt báo lớn nhỏ. Nhiều người cho rằng với dự án này, Mỹ đang muốn hiện thực hóa lời hứa của mình là đưa Việt Nam ngày càng phát triển đi lên và thoát khỏi sự ảnh hưởng quá lớn từ hoa lục đông dân, đồng thời thể hiện được quyết tâm muốn hất cảng Trung Quốc ra khỏi nơi có tiềm năng phát triển logistics hàng đầu Đông Nam Á hiện nay. Vậy cụ thể hơn đó là dự án gì? Siêu cảng này có vai trò gì đặc biệt mà lại làm dậy sóng dư luận thế kia? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu trong video số ngày hôm nay. Các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Vâng, chính xác là vào ngày 10 tháng 9 năm 2023. Theo thông báo từ Nhà Trắng, công ty điều hành cảng SSA Marine có trụ sở tại Seattle, Mỹ và công ty Gemadef có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố ý định hợp tác trong các dự án cảng chiến lược ở miền Nam Việt Nam, bao gồm mối quan tâm chung trong việc phát triển trung tâm logistics Cái Mép Hạ trị giá 6,7 tỷ đô la. Trung tâm logistics Cái Mép Hạ là dự án quan trọng cấp quốc gia được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000
vào tháng 9 năm 2020, điều chỉnh cục bộ vào tháng 4 năm 2022. Tại hội thảo góp ý phương án đầu tư dự án trung tâm Logistics Cái Mép Hạ diễn ra vào ngày 1 tháng 10 năm 2022, công ty cổ phần tư vấn thiết kế cảng kỹ thuật biển Postquart, đơn vị tư vấn cho biết với công suất tại Cái Mép Thị Vải dự kiến đạt 12,8 triệu TEU vào năm 2030 và từ 34,5 đến 41,4 triệu TEU giai đoạn 2030-2050. Dự án trung tâm Logistics Cái Mép Hạ là yêu cầu rất cấp thiết để đáp ứng nhu cầu xử lý hàng hóa cho cụm cảng. Theo đó, với sản lượng dự báo 12,8 triệu TEU năm 2030, trong giai đoạn 1, khu vực Cái Mép Thị Vải cần trung tâm Logistics rộng khoảng 250 ha. Đến giai đoạn 2030-2050, với dự báo lượng hàng là từ 34,5 đến 41,4 triệu TEU, trung tâm Logistics cần mở rộng ra thêm với diện tích dao động từ 755 đến 905 ha. Đơn vị tư vấn đã đưa ra hình thức đầu tư theo phương án đấu giá, chọn một nhà đầu tư duy nhất hoặc nhiều nhà đầu tư với phân kỳ đầu tư cảng. Cụ thể, Postquart đề xuất trong giai đoạn 1 từ nay đến năm 2030, trung tâm Logistics Cái Mép Hạ sẽ được đầu tư xây dựng với diện tích 891,17 ha. Giai đoạn 2 từ sau năm 2025 trở đi, bến cảng Cái Mép Hạ Lưu sẽ được đầu tư xây dựng với diện tích hơn 594,3 ha. Quay trở lại câu chuyện đầu tư giữa doanh nghiệp Mỹ và Việt Nam nêu trên, các chuyên gia cảng biển đánh giá cao trình độ và tiềm lực kinh tế của đôi bên. Vì vậy, ai nấy cũng tỏ ra lạc quan về cái bắt tay thật chặt của hai ông lớn vừa qua. Trong đó, GMRF Việt Nam có tiền thân là một doanh nghiệp nhà nước được thành lập năm 1990. Cùng với chính sách đổi mới kinh tế của chính phủ vào năm 1993, GMRF trở thành một trong ba công ty đầu tiên được cổ phần hóa và được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kể từ năm 2002, đây được xem là công ty tư nhân hàng đầu trên bản đồ hàng hải Việt Nam, xếp sau TCT Hàng hải Việt Nam với sự hiện diện dày đặc ở các cảng biển trải dài từ Bắc vào Nam, cùng nhiều trung tâm phân phối trong và ngoài nước hiện nay. Ông lớn này hiện đang điều hành hệ thống 7 cụm cảng lớn, gồm 3 cảng tại phía Bắc là cảng Nam Đình Vũ, Nam Hải ICD, cảng Nam Hải, một cảng biển tại miền Trung là cảng Dung Quất và 3 cảng biển tại phía Nam là Phước Long ICD, cảng Gemalink và cảng Bình Dương. Đáng chú ý nhất là cảng Gemalink có sự hợp tác cùng với các đối tác CMA Terminals Pháp. Đây là cảng nước sâu lớn nhất Việt Nam và lọt top 19 thương cảng quy mô nhất thế giới khi nó có thể tiếp nhận cỡ tàu lớn nhất hiện nay là 250.000 tấn trọng tải. Ngoài ra, công ty tư nhân này có mạng lưới logistics dày đặc với 6 trung tâm phân phối hàng hóa tại miền Bắc, 3 trung tâm tại miền Trung và 13 điểm luân chuyển hàng hóa ở khu vực phía Nam. Về hoạt động kinh doanh, GMRF đang có những bước tiến lớn gần đây. Năm ngoái, công ty ghi nhận doanh thu gần 3.900 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ở mức 1.161 tỷ đồng. Lần lượt tăng 22% và 62% so với năm liền trước. Mặc dù trong báo cáo 6 tháng đầu năm nay cho thấy ông lớn Logistics này đang có doanh thu giảm nhẹ 3% về mức 1.814 tỷ đồng do thị trường hàng hải kém sắc, nhưng chỉ tiêu lợi nhuận dòng lại tăng vọt 245% lên mức 2.493 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là nhờ vào lợi nhuận bất thường từ việc bán vốn cảng Nam Hải Đình Vũ. Bên cạnh đó là SSA Marine, một trong những nhà điều hành bến tàu biển tư nhân độc lập, có quy mô lớn hàng đầu thế giới, với các hoạt động vận tải được mở rộng cùng với 250 cơ sở bến tàu và bãi tàu hỏa đặt tại Hoa Kỳ, Canada, Mexico, Trung Mỹ, Nam Mỹ và châu Á. Ngoài ra, công ty này cũng là một trong những nhà điều hành bến tàu du lịch và nhà cung cấp dịch vụ du lịch hàng đầu Bắc Mỹ. Theo đó, SSA Marine đã có mặt tại hơn 20 điểm đến tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Qua đó có thể thấy, kể từ khi thành lập năm 1949 tại Mỹ, SSA Marine đã liên tục phát triển mạnh mẽ cho đến ngày hôm nay. Sự tham gia của SSA Marine vào dự án cảng Thị Vải Cái Mép Hạ được Nhà Trắng công bố một cách rộng rãi, cho thấy sự quan tâm lớn của chính phủ Hoa Kỳ dành cho ngành logistics của Việt Nam, đặc biệt là vào thời điểm hiện nay. Và đây cũng là điều dễ hiểu bởi vì cùng với chính sách mở cửa kết hợp với việc Việt Nam tham gia WTO, thị trường dịch vụ logistics Việt Nam đang rộng mở chào đón doanh nghiệp nước ngoài. Hầu như các doanh nghiệp logistics lớn trên thế giới đều đã hiện diện tại Việt Nam để cung cấp dịch vụ thế mạnh của mình. Tuy nhiên, sự hiện diện của các doanh nghiệp Hoa Kỳ tại đây lại chưa tương xứng so với tiềm năng và so với doanh nghiệp logistics của các quốc gia khác, nhất là Trung Quốc.
Do đó, Nhà Trắng rất tích cực trong việc thúc đẩy SSA Marine tham gia vào các dự án xây dựng cảng biển quy mô của Việt Nam như thị vải Cái Mép Hạ để tăng cường sự ảnh hưởng của mình tại nước bạn, đồng thời làm giảm vai trò của các doanh nghiệp logistics Trung Quốc đang có mặt trên lãnh thổ Việt Nam. Đây cũng là một trong những mục tiêu chiến lược mà Mỹ hướng đến suốt thời gian qua trong cuộc chiến tranh thương mại chưa có hồi kết với Hoa Lục Đông Dân. Ngoài ra, thì còn có một lý do quan trọng nữa khiến cho Mỹ không thể bỏ qua thị trường logistics của Việt Nam. Đó là Mỹ đã nhìn thấy được rằng, trong tương lai sắp tới, thị trường dịch vụ logistics Việt Nam hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn cho các nhà đầu tư nước ngoài khi nền kinh tế trong nước có tốc độ tăng trưởng nhanh với khối lượng hàng hóa sản xuất lớn. Nó sẽ kéo theo nhu cầu sử dụng dịch vụ logistics tăng cao. Nếu đầu tư vào các dự án cảng biển ngay hôm nay, Mỹ sẽ dễ dàng tối đa hóa được lợi nhuận lớn cho mình trong thời gian tới với một cái đầu có khả năng nhảy số vô cùng nhanh nhạy. Ông lớn này chắc chắn sẽ không bỏ qua một phi vụ làm ăn quá hời như trên. Nhưng Hoa Kỳ cũng cần phải biết rằng, ngoài SSA Marine ra, siêu cảng Cái Mép Hạ còn được nhiều doanh nghiệp tên tuổi khác của Việt Nam quan tâm như liên doanh Galaxymco ITC, liên doanh Basic Boskalis Hateco, IMG Innovation, công ty cổ phần xuất nhập khẩu quốc tế Tân Đại Dương, tập đoàn Mặt Trời Sài Gòn Tel và TCT Tân Cảng Sài Gòn. Mới đây nhất, liên doanh gồm Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước, SCIC, tập đoàn Galaxymco, công ty cổ phần vận tải và thương mại quốc tế ITC đã có văn bản đề xuất Thủ tướng cho triển khai dự án đầu tư xây dựng cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ. Đánh giá văn bản được liên doanh gửi trình chính phủ vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam cho rằng những gì được đề xuất ở giai đoạn 1 là phù hợp với quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết cảng biển về quy mô, cỡ tàu, công năng và lộ trình đầu tư. Bộ Giao thông Vận tải ủng hộ các nhà đầu tư có tiềm lực, kinh nghiệm như liên doanh các công ty kể trên đến triển khai dự án đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả khai thác quỹ đất, mặt nước, khu vực biển, tăng cường sự kết nối giữa cơ sở hạ tầng và ứng dụng khoa học công nghệ, bởi việc làm này sẽ góp phần phát huy được định hướng quy hoạch cảng biển Bà Rịa, Vũng Tàu trở thành cảng biển đặc biệt tại Việt Nam. Do đó có thể nói, để giành được dự án béo bở này cho mình, doanh nghiệp của mình sẽ phải rất khó khăn vượt qua nhiều đối thủ nặng ký. Chỉ cần sơ sẩy một chút là cơ hội ngàn năm có một sẽ tuột khỏi tầm tay ngay.